Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Cửa Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món gà ác hầm củ sen nhân sâm. Đây là một trong những cái món ăn rất là bổ, thích hợp cho những ai đang mang thai nè, hay là với những đứa trẻ mà bị suy dinh dưỡng, rồi những người sau khi bệnh thì các bạn có thể là mình nấu cái món gà ác hầm này. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách nấu gà ác hầm nhân sâm củ sen thì hôm nay Cửa Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm món gà ác hầm sâm với lại củ sen á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là một con gà ác ha. Mình sẽ mua cái loại gà ác to ha các bạn. Còn nếu mà mình mua cái loại gà ác nhỏ thì các bạn mua cho mình hai con. Gà ác khi mà mua về thì các bạn rửa sạch nó với lại cái muối và rượu, cũng như là ví dụ như còn lông thì mình nhặt bỏ lông đi nha các bạn. Mình làm cho nó sạch nó kỹ. Tại vì con gà ác này nếu mình làm không kỹ á, thì nó sẽ bị tanh nha. Nên là khi mà các bạn mua về các bạn nhớ là mình rửa cho nó thật là sạch luôn. Sau đó là mình pha một ít cái nước muối nè và rượu hoặc là giấm cũng được để mình rửa gà. Thì gà sau khi mà rửa rồi thì mình sẽ để ráo ha các bạn, chút nữa mình sẽ trụng. Ngoài gà ra thì các bạn chuẩn bị cho mình ở đây là 100g củ sen, củ sâm tươi. Sâm tươi nè các bạn ha, 100g. Sâm này thì nó là 3 năm tuổi. Nó có cái loại 1 năm tuổi, 2 năm tuổi, 3 năm tuổi. Cái loại mà tuổi càng cao thì nó càng nhiều chất dinh dưỡng. Và 200g củ sen ha các bạn, củ sen nè. Rồi 50g táo đỏ. Thì ngoài ra thì mình sẽ chỉ nêm một cái loại gia vị duy nhất thôi, đó là muối hồng nha các bạn. Đây là muối hồng nè. Hôm nay mình làm cái món này là để dành cho các bé và ví dụ những người đang mang thai đó, để tẩm bổ. Thì nếu mà mình muốn làm theo kiểu mà dạng nước để mình hấp á, thì mình sẽ hầm thời gian nó lâu. Còn nếu mà mình muốn nấu kiểu dạng như đồ bổ, mình ăn một cái món canh á, thì mình nấu nó nhanh thôi, cỡ khoảng 1 tiếng. Còn nếu như mà các bạn muốn hầm cho cái chất dinh dưỡng nó ra cái dạng nước á, để ví dụ như các bạn có thể trộn với lại cháo nè cho các bé ăn đó, hoặc là mình húp cái nước canh không thôi ha, thì mình sẽ hầm nó từ 3 đến 6 tiếng nha các bạn. Hầm càng lâu thì cái chất dinh dưỡng trong gà, trong sâm nó sẽ ra càng nhiều. Rồi bây giờ để trộn gà thì các bạn bắt lên cho mình một cái nồi nước sôi nha. Mình sẽ cho vào đây là 20 đến 30 ml rượu trắng ha các bạn. Có rượu vào thì nó sẽ giúp cho con gà nó không có bị tanh. Cỡ khoảng 2 muỗng ha. Rồi mình sẽ cho gà ác vào đây, mình trụng sơ thôi là được rồi. Sau khi mà trụng xong rồi thì mình sẽ gấp ra nha các bạn, bắt đầu là mình đi hầm. Rồi bây giờ chuẩn bị hầm gà thì mình sẽ đổ vào đây là 1,5 lít nước. Mình hầm 3 tiếng ha các bạn, thì nó còn có khoảng nửa lít. Với nửa lít nước á, thì có thể các bạn cho các bé ăn khoảng làm 5 lần ha. Mình chia vào trong những cái túi nhỏ hoặc là những cái hộp nhỏ đó, mỗi hộp 100ml nha. Mình cho nó vào trong tủ lạnh, ngăn đá tủ lạnh đó. Rồi khi nào mà muốn trộn cháo thì mình lấy ra một túi mình trộn. Còn ví dụ như nếu mà mình làm cho các bà bầu á, thì mình đừng có hầm lâu quá ha, tại vì bà bầu thì có thể ăn được cả cái phần xác luôn. Nên là mình hầm nó cỡ khoảng 1 tiếng thôi nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho củ sen và củ sâm vào luôn nha các bạn. Với những bé nào trên 1 tuổi thì bắt đầu là mình cho ăn gia vị được rồi. Và gia vị hôm nay mình dùng nó cũng chỉ là có muối thôi. Và muối thì các bạn nên dùng muối hồng ha. Muối hồng là một cái loại muối rất là tinh khiết. Các bạn có thể là mua ở trong siêu thị nè, hay là một số cửa hàng online người ta cũng có bán. Mình cho cỡ khoảng 1 muỗng cà phê ha các bạn, khoảng 3-5g nha. Đó, với các bé mà trên 1 tuổi thì mình có thể cho vào đây một xíu muối để cho cái nước dùng nó đậm đà, nó ngon hơn. Rồi bây giờ mình sẽ bật lửa lên và bắt đầu là mình hầm con gà này ha. Hầm thì các bạn đậy nắp lại, nếu mà có bọt thì mình hất bọt bỏ đi. Rồi sau khi mà mình hầm được 2 tiếng rồi ha các bạn, thì mình sẽ tính mình hầm con gà này có khoảng 2 tiếng rưỡi thôi ha. Mình vừa có nước mà mình vừa lấy cái phần gà mình ăn nha các bạn. Còn trường hợp mà mình nấu lấy nước không thì mình hầm lâu hơn. Để mà hầm còn khoảng nửa tiếng nữa đó, thì lúc này các bạn cho mình vào đây là cái phần táo đỏ nha. Mình cho vào cỡ khoảng 40-50g gì đó táo đỏ. Mình nấu khoảng 30 phút nữa là được nha các bạn. Khi mà các bạn cho táo đỏ vào rồi thì mình đừng có đậy nắp nữa nha các bạn ha. Mình hầm thêm cỡ khoảng 30 phút nữa. Đó, nói chung thì đây là một cái món canh rất là bổ dành cho các bé và các bà bầu, đặc biệt là những người phụ nữ đang mang thai nữa, thì mình cố gắng là mình hạn chế bớt cái lượng muối ha, những cái lượng gia vị mà không cần thiết mình nạp vào, ví dụ như là hạt nêm rồi bột ngọt rồi đó. Đó, các bạn nên sử dụng cái muối hồng ha, nó sẽ tốt cho cả mẹ và cả bé luôn. Rồi sau khi mà mình nấu được khoảng 30 phút nữa rồi đó các bạn, lúc này thì cái táo mình nó đã nở to ra rồi ha, và nó cũng mềm rồi. Cái sâm á, thì lúc này nó cũng đã rục luôn rồi nha các bạn. Các bạn hầm cỡ khoảng 2 tiếng 3 tiếng là cái sâm nó sẽ rục nó mềm ra. Đó thì đây chính là cái món canh hay là một cái món hầm gà ác hầm với lại củ sen nhân sâm. Đó, một cái món rất là bổ dành cho các bà bầu nè và các em bé.
Ok, thì hy vọng là qua video này Cường Khúc Kích đã chia sẻ với các bạn một cái món ăn bổ, đó chính là món gà ác hầm nhân sâm củ sen. Hy vọng là các bạn sẽ thích món ăn này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.